quý vị, ngành dịch vụ làm tóc ở Ấn Độ bất ngờ nở rộ trong mùa World Cup với sự xuất hiện của nhiều kiểu tóc đầy sáng tạo và mới lạ. Mọi thứ liên quan đến World Cup đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các kiểu tóc này, từ quả bóng Brazuca cho đến kiểu tóc của các cầu thủ nổi tiếng, thậm chí là cả đường biên sân cỏ. Nếu như nhà hàng và quán bar bội thu trong mùa World Cup, thì ngành dịch vụ làm tóc ở Punjab, Ấn Độ cũng có doanh thu không kém nhờ vào làn sóng giới trẻ đến làm tóc cho giống các ngôi sao sân cỏ. Tại một tiệm làm tóc nhỏ Jalandhar, stylist Zad Hassan Samani cho biết anh đã theo dõi rất nhiều trận bóng đá trên TV. Đặc biệt, sự xuất hiện của các ngôi sao sân cỏ cũng đầy rẫy, cho nên việc cắt tóc cho một ai đó trông giống như những ngôi sao này không hề khó. Người Ấn Độ rất mê bóng đá, nhất là giới trẻ. Có người muốn cắt tóc giống Cristiano Ronaldo, có người muốn cắt giống Lionel Messi, Fernando Torres hay là Robin Van Persie. Người này muốn cắt thì người kia cũng muốn cắt, với nhiều kiểu khác nhau. Có khi để cho chắc chắn, họ mang cả laptop và tablet tới để cho tôi xem hình thần tượng của họ. Chẳng hạn như anh Bilal Samani, anh tỏ ra rất háo hức được có một kiểu tóc giống thần tượng của mình. Tôi là một fan cuồng bóng đá, nhất là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Tôi tới để cắt kiểu tóc giống anh ấy. Được mệnh danh là biểu tượng thời trang của Hoàng gia Anh, công nương Kate Middleton, phu nhân của Hoàng tử William, luôn chi mạnh tay để có mái tóc đẹp và cuốn hút khi đi ngoại giao cùng chồng. Số tiền bỏ ra cho một người chăm sóc tóc trong mỗi chuyến công du có khi lên tới hàng chục ngàn đô la Mỹ. Kate Middleton là cái tên thu hút sự chú ý trong chuyến thăm các nước của Hoàng gia Anh bởi nhan sắc vẹn toàn và tài ngoại giao khéo léo. Tuy nhiên, để có được diện mạo hoàn hảo như vậy, cô đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn. Chia sẻ với tờ Daily Mail, Amanda, chuyên gia làm tóc của Kate cho hay, anh được trả khoảng 10.000 đô la cho mỗi chuyến tháp tùng công nương đi nước ngoài. Ngoài việc uống xoăn tóc như yêu cầu, anh nhận được 150 đô la cho mỗi lần cắt và 350 đô la mỗi lần dưỡng sấy khô tóc. Bên cạnh việc làm tóc xoăn sóng quen thuộc, Amanda phải tạo những mẫu tóc phức tạp, cầu kỳ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ sang trọng như tóc búi thấp, buộc nửa đầu, tóc xoắn. Trước đó, Kate từng sa thải James Price, người thực hiện các kiểu tóc cho cô trong rất nhiều sự kiện quan trọng suốt 10 năm qua vì cắt hỏng 10cm mái tóc. Thêm vào đó, công nương cũng rất chú trọng tới khâu trang điểm. Trong các chuyến viếng thăm, cô thường make-up mắt đậm hơn với tông khói và không quên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài. Không những chi mạnh tay cho phong cách làm đẹp, công nương Anh còn tiêu tốn khoảng 65.000 đô la để sắm váy áo cho mỗi chuyến công du cùng chồng. Cũng liên quan đến cặp đôi hoàng gia Anh này, vào đầu tháng 7, đôi tượng sáp vợ chồng hoàng tử Anh William và công nương Kate vừa ra mắt công chúng tại bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds, London và khiến nhiều du khách thích thú vì giống hệt như người thật. Hai bức tượng tái hiện lại hình ảnh của William và Kate khi công bố hôn ước ở cung điện St. James hồi đầu tháng 11 năm 2010. Nàng Kate bằng sáp mặc bản sao của chiếc váy lụa màu xanh ngọc của hãng Yves Saint Laurent, giày và sắc tay của LK Bennett, trong khi hoàng tử William mặc một bộ vest của hãng Gilles & Hoax. Tượng sáp của đôi vợ chồng nổi tiếng nước Anh cũng có các bản sao được trưng bày tại bảo tàng Madame Tussauds ở New York, Amsterdam, Mỹ và Blackpool, Anh. Ở mỗi bản sao, công nương Kate diện một bộ váy khác nhau. Một nhóm các nghệ nhân đã làm việc suốt 4 tháng để hoàn thành mỗi bức tượng sáp. Chi phí mỗi bức là hơn 230.000 đô la Mỹ. Riêng mái tóc của Kate mất 6 tuần để hoàn thiện. Mỗi sợi tóc của bức tượng đều là tóc thật và được gắn thủ công. Hôm 26 tháng 6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh và Hội đồng Anh đã tổ chức tiệc chia tay ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, tiến sĩ Anthony Stock. Sự kiện này cũng nhằm tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp đã góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Anh tại Việt Nam. Buổi lễ đã được tổ chức trong không khí ấm cúng tại tư dinh ngài đại sứ, với sự có mặt của các doanh nhân đại diện từ các tập đoàn hàng đầu Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Cũng tại buổi tiệc, ngài đại sứ Anthony Stock và ông Stephanie Rippon đã giới thiệu kỷ niệm chương bảo chứng Hoàng gia Anh để tuyên dương những đóng góp tích cực của Diego trong việc giới thiệu văn hóa Anh tại Việt Nam. Điểm nhấn của buổi tiệc là màn trình diễn của quán quân cuộc thi giải thưởng âm nhạc xứ Wales 2013, Georgia Root. Cô cùng với ban nhạc của mình đã đem đến cho khách mời những giai điệu nhẹ nhàng, truyền thống nhưng tràn đầy tươi mới. Quý vị thân mến, những quyển sách văn học Anh ngữ vốn chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong các hiệu sách và nhà sách, nhiều lắm thì cũng chỉ xuất hiện trên các kệ sách giáo dục. Tuy nhiên, xu hướng đọc sách tiếng Anh đang ngày càng nở rộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Bằng chứng là đã xuất hiện nhiều cửa hàng sách chỉ chuyên bán truyện và tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh. Cư ngụ khiêm nhường trong một chung cư trên đường Trần Cao Vân, tiệm sách, sách cũ online, ngập tràn những sách và sách. Điều đặc biệt là ở đây không có sách tiếng Việt, chỉ có sách tiếng Anh. Khoảng 2.000 đầu sách ở đây là những quyển sách bán chạy nhất của các nước, được viết bằng tiếng Anh hoặc chuyển ngữ sang tiếng Anh, thuộc đủ mọi thể loại, từ phiêu lưu, giả tưởng cho đến tiểu thuyết lãng mạn và sách dành cho thiếu nhi.
Xu hướng kinh doanh những mặt hàng sách độc như thế này đang ngày càng rõ nét tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng quý vị đang đến với chương mục Thế giới trong trang sách của chương trình Chìa khóa Showbiz trên kênh truyền hình FBNC. Hiện tại Thư Anh đang có mặt trong một cái hiệu sách tên là Sách Cũ Online. Ở đây chuyên bán sách tiếng Anh và không hề có một cuốn sách tiếng Việt nào. Và ngồi cạnh Thư Anh là bạn Kiều Thủy, chủ nhân của hiệu sách này. Xin chào Thủy, tại sao bạn lại có ý định kinh doanh sách tiếng Anh chỉ là một cái thị trường nhỏ trong cái thị trường sách rộng lớn ở Sài Gòn? Thì do thị trường sách tiếng Anh là một thị trường rất là nhỏ, cho nên bản thân mình lúc đầu cách đây 2 năm á, thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà muốn tìm kiếm một quyển sách ưng ý của mình. Hoặc là do tìm không được, hoặc là khi mà tìm được á, thì giá thành của nó quá là cao. Cho nên là mình mới nghĩ tới một cái chuyện là kinh doanh sách tiếng Anh để đem đến nguồn sách cho mọi người. Như vậy thì Thủy lấy nguồn sách từ đâu? Thì do mình có người quen, người thân từ nhiều nước khác nhau á, thì mình mới liên hệ với họ và nhờ họ tìm những cái nguồn hàng tốt, những cái nguồn sách quý, đáng tin cậy để mình nhập về. Làm sao mà Thủy có thể đảm bảo được chất lượng của những cuốn sách này? Tại vì nếu như mà sách nhập theo dạng sách tay như vậy thì cũng có thể là sách lậu. Thật ra thì không có phải là sách tay đâu. Người thân của mình thì họ chỉ đi tìm giùm thôi. Sau đó thì họ đóng gói và gửi về qua đường bưu điện. Thì khi về qua đây thì vẫn phải qua cái khâu hải quan và kiểm văn hóa, cho nên là chất lượng thì rất là đảm bảo. Vậy thì về mặt kinh doanh thì doanh thu của sách của online trong thời gian qua như thế nào? Từ khi mà tụi mình mở tiệm thì doanh thu có tăng hơn so với khi bán online. Do là khách họ có một cái địa điểm cụ thể để họ tới, rồi họ đọc và xem qua rồi quyết định mua, thì họ có điều kiện tìm tòi tiếp cận với nhiều nguồn sách hơn. Mỗi ngày Thủy bán được bao nhiêu đầu sách? Cũng tùy, có ngày thì tụi mình bán được từ 20 tới 30 đầu sách, vào những ngày cuối tuần thì doanh thu có thể cao hơn. Vậy mình có định mở rộng cái công việc kinh doanh của mình không? Hiện tại thì do thiếu nguồn nhân lực cho nên là tụi mình chỉ muốn tập trung lo cho tốt phát triển cái hiệu sách hiện tại. Sắp tới thì mình có ý định là phát triển thành một cái book cafe, tạo điều kiện cho mọi người ngồi giao lưu và đọc sách với nhau. Khách đến mua sách là đối tượng như thế nào? Thường thì đối tượng của mình là các bạn sinh viên. Thì gần đây thì là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3. Gần đây thì trình độ tiếng Anh của các em cũng rất là nâng cao, cho nên là nhu cầu sách tiếng Anh của em cũng tăng. Mình hỏi một câu ở góc độ cá nhân thôi, tại sao bạn lại thích đọc sách tiếng Anh và đặc biệt là cái mảng văn học tiểu thuyết truyện ngắn này nọ? Thật ra thì các bản dịch ở Việt Nam của mình á, nhiều khi đọc á, thì có cảm giác là nó không có chính xác hoặc là nó không có ưng ý so với là cái nguyên văn. Khi mà mình cảm nhận được đọc cái nguyên tác của họ viết từ tiếng Anh, cho nên là mình muốn tìm những cái nguyên tác như vậy để mình đọc và cảm thụ nó tốt hơn. Vâng, cảm ơn Thủy rất là nhiều. Thưa quý vị, và đó là những thông tin của Chìa khóa Showbiz lần này. Vĩnh Phúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở chương trình lần sau với những thông tin hấp dẫn mới và nóng nhất quý vị nhé. Xin chào.